trong xã hội bây giờ thứ chênh lệch lớn nhất giữa người với người không phải là chỉ số thông minh đâu, mà là nhan sắc. Chị em Skincare nhớ luôn luôn phải loại bỏ da chết thường xuyên với tinh chất 2% BHA tẩy tế bào chết Paula's Choice Skin Perfect 2% BHA Liquid Exfoliant nhé. Dạo này da rẻ em đã đẹp hẳn lên nhờ em ý đấy ạ. Chị em nào đang tìm kiếm sản phẩm để cải thiện làn da mịn màng và xinh đẹp hơn thì tham khảo em tinh chất 2% BHA tẩy tế bào chết Paula's Choice Skin Perfect 2% BHA Liquid Exfoliant đi ạ. Đảm bảo các chị em sẽ bất ngờ trước công hiệu thần kỳ của em ý luôn. Gel rất dễ thẩm thấu vào tận sâu các lỗ chân lông da để loại bỏ những bụi bẩn khó tính, đồng thời đẩy nhân mụn, bã nhờn và các sừng chết lâu ngày chưa được loại bỏ ra trên bề mặt da. Làn da của chúng ta mỗi ngày sẽ sản xuất khoảng 5 tỷ tế bào mới và đào thải những tế bào cũ, làm sạch và cũng tái tạo lại kết cấu làn da. Tuy nhiên, việc bong chóc đào thải tế bào da cũ nếu xảy ra tự nhiên thì nó sẽ hoàn toàn không thể đẩy sạch đi các tế bào chết mà còn tạo cơ hội cho vi khuẩn và bụi bặm trú ngụ vào đó, khiến da chúng ta thô ráp và lỗ chân lông bị to ra. Vì vậy, sử dụng một sản phẩm tẩy tế bào chết một tuần 2 lần là điều cực kỳ cần thiết cho làn da nhé các bạn. Paula's Choice là thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc và dưỡng da cho phái đẹp có xuất xứ tại Mỹ, được ra mắt vào năm 1995. Cho đến nay, thương hiệu này luôn nằm top hot trong các bảng xếp hạng mỹ phẩm được yêu thích trên thế giới. Theo thông tin website, các sản phẩm của thương hiệu đều đảm bảo an toàn lành tính với người dùng, sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến và có sự giám sát chặt chẽ bởi các chuyên gia da liễu hàng đầu của Mỹ. Sản phẩm sử dụng màu trắng đen làm màu chủ đạo chính, nắp trắng thân đen, dòng chữ màu trắng trên nền đen huyền bí làm nổi bật bảng thành phần cũng như thông tin của sản phẩm. Kiểu thiết kế miệng chai nhỏ, điều tiết một lượng sản phẩm vừa phải đủ dùng cho da, tránh tình trạng lãng phí và dưỡng chất bị rò rỉ ra bên ngoài. Thiết kế khá đơn giản, không quá sang trọng như những dòng sản phẩm khác. Skin Perfect 2% BHA Liquid Exfoliant là sản phẩm làm sạch tế bào chết hóa học dịu nhẹ, hoàn toàn không có chất bào mòn, dễ dàng thẩm thấu qua các tầng biểu bì. Đây là sản phẩm bán chạy số 1 của Paula's Choice trên toàn thế giới, bởi khả năng làm sạch tế bào chết trên da, thêm vào đó cung cấp ẩm, mang đến cho bạn làn da mịn màng và rạng rỡ hơn bất kỳ sản phẩm cùng loại nào khác trên thị trường. Bạn sẽ cảm nhận thấy sự khác biệt ngay từ lần đầu sử dụng. Sản phẩm này có độ pH tối ưu từ 3,2 đến 3,8 kết hợp cùng thành phần làm mềm để đem lại hiệu quả cao nhất. Em này có kết cấu rất mỏng nhẹ nha các nàng, rất dễ thẩm thấu và tận sâu các lỗ chân lông da để loại bỏ những bụi bẩn khó tính, đồng thời đẩy nhân mụn, bã nhờn và các sừng chết lâu ngày chưa được loại bỏ ra trên bề mặt da. Sự kết hợp hoàn hảo giữa bảng thành phần lành tính và công dụng vượt trội không phải tẩy tế bào chết nào cũng làm được. Làm giảm dấu hiệu lão hóa, mụn đầu đen, lỗ chân lông to, giảm sưng đỏ, cải thiện nếp nhăn sâu, làm sạch tế bào chết, các tạp chất bụi bẩn tích tụ sâu trong lỗ chân lông dịu nhẹ. Link mua sản phẩm bên dưới video nhé các nàng.